phân đó mà gần là cái ơi tổ xa. Chưa quay à? Thế quay hai anh trước nhé. Xin chào các bạn và các bạn nghe Happy Giao Duyên ở xã Yên Trạch. Các anh chị đến ăn mừng lễ đặt bàn mụ cho cháu bé. Hai chị gái Vân An, hai anh trai Tân Thành nhỉ? Một lúc đã nhá, quay hai anh trước nhá. Như bên ngoài này mới đây. Bởi vì nó chưa mới ra khỏi
Bởi vì xa cái chuyện này không thể vui cái không này. Mày chỉ lắp sao ra cũng khỏe lắm nè. Mày hết ứng dụng, đầy hết rồi. Rồi, nếu mà muốn gặp mình, phải tìm mà. Mà thì giá thì ưu thì đó. Không phải bạn nhá. Ôi, lâu lắm rồi đấy. Lâu lắm đấy.
nhớ nhất đấy con đánh chút không nào nhau có số Ngô ba cuối cùng nhất nữa nha bà, khi đạt đâu đi theo Ngô đâu bao nhiêu ông kia đâu mà đi về vèo cần đi tôi về vèo Ngô cần đi tôi về vèo Ngô đi theo Ngô đâu bao nhiêu ông kia đâu đi mà còn đâu đi cứ thay nói nè chú Bình không có đôi à đôi đấy chú này đến hôm nay thần chi không về đấy ông này gắt mày đi ông này bạn ông về hả mình mời lại thử hai một lúc xem được mình mời lại nè thì cái thác gì gì đâu đấy cái mơ này rủ khổ ấy à mình chỉ không cho lòng đi rủ khổ à mình để mơ này chỉ vàng à mình để cơm này chắc là đâu để vả tao phải ở cầu yến quỷ đúng không cái vàng còn thì sao cái thứ ra thì tiền cây ông nếu bà đừng có nữ nếu không bà đừng có nữ nếu bà đừng có nữ thì cái gì chắc là bà sáng nay bà tao quay đi về đây mưa mày hiểu ồ cái lai mà mày cũng có cái lốt còn ổn và khí được mình buồn quay này đã cái là phát cá này là cũng vật lý cá và cân nuôi này các anh mày Thank you.
đợi tí chưa nhắn được tin. Chị bay làm chung cái máy em rồi đấy. Đâu? Cái này cái cục máy của em đó. Đấy. Máy kim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cai ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai chị phải ngồi sát sát vào một tí nữa nó mới ấy gần nhau nó mới bắt hết hình. Cái cốt đèn ấy Thank you.
thì nè. Có tao hết đứa tiên á được nhìn vào đây cười lên hai chị mình cười lên nó mới đẹp. Chị bay chưa hát thế nào nhá? Tí nữa nhở? Tí nữa nhở? Tí nữa nhở?
Đáng đi ra chọn cái áo đẹp nhất rồi.